À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì bản tin Đoàn Gia Phúc với cái tựa đề là hơn 16 tuổi nhưng công khai 18 tuổi để lấy chồng. Đó là cái tựa đề của báo Pháp Luật ngày 29 tháng 6 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, với mong ước của trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta là tất cả mọi người đều biết những cái quy định pháp luật. Biết quy định pháp luật chưa đủ, phải vận dụng quy định của pháp luật vào trong thực tiễn. Việc này nếu mà nói suông thì rất là dễ. Tuy nhiên hôm nay mong muốn là đọc một cái bài báo, sau đó bình luận với góc độ pháp luật để quý vị và các bạn biết. Hôm nay tôi chọn cái đề tài là hôn nhân và gia đình, quý vị và các bạn nhé. Ban đầu chị M khai thêm tuổi để được lấy chồng. Sau 5 tháng sống với nhau đã tự nguyện hủy kết hôn với lý do không hợp nhau. Thưa quý vị và các bạn, theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì nam từ 20 tuổi trở lên mà nữ từ 18 tuổi trở lên. Trong những cái video lần trước thì tôi có nói cho quý vị và các bạn, bắt đầu từ luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực pháp luật thì 18 tuổi của nữ được tính kể từ ngày sinh ra cho tới đủ tròn 18 tuổi. Ví dụ như người nữ sinh ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2000 thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2000 18 thì cô này được phép lấy chồng. Tuy nhiên nếu người nữ sinh vào ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì hôm nay mới có là ngày 29 tháng 6 năm 2018, người này chưa được phép lấy chồng. Em ơi, chờ đi. Bài này do phóng viên Minh Khánh, quý vị và các bạn ạ, phóng viên Minh Khánh. Chị M ngụ ở huyện Trực Ninh, Nam Định trình bày chị và anh C kết hôn vào giấy chứng nhận kết hôn ngày 26 tháng 4 năm 2011 và có đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân xã. Theo quy định, sau khi cưới, vợ chồng sống với nhau một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn do tính cách, quan điểm sống của hai bên khác nhau. Cũng theo chị, tháng 9 năm 2011 đến nay vợ chồng đã sống ly hôn với nhau, không ai quan tâm đến ai. Nay chị M đề nghị Tòa án Nhân dân huyện Trực Ninh hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa chị và anh C với lý do là thời điểm đăng ký kết hôn của chị chưa đủ tuổi kết hôn. Theo chị, nhưng chị đã khai tăng tuổi của mình để được đăng ký rồi đám cưới. Theo đó, thời điểm ấy chị M tự ý khai mình là sinh năm 1993 để được 18 tuổi, trong khi thực tế chỉ sinh năm 95, hay lên 2 tuổi quý vị và các bạn. Trước cái yêu cầu này, tòa án thụ lý giải quyết thông báo cho anh C biết nội dung yêu cầu của chị em M trình bày với tòa, và anh C cũng không ngần ngại xác định tại thời điểm đăng ký kết hôn chị M mới được 16 tuổi, nhưng do yêu nhau nên chị M đã khai tăng tuổi để làm thủ tục kết hôn. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề thì chắc cũng có vài lần tôi cũng có nghiên cứu về một số cái bạn nữ khi mà ra văn phòng kết hôn thì tôi quay lại tính ngược lại tại thời điểm mà bạn được đăng ký kết hôn. Có bạn 15 tuổi, có bạn 16 tuổi, có bạn là chưa đủ 18 tuổi. Và tôi thường động viên các bạn rằng là trong trường hợp mà em nộp đơn ly hôn hoặc là người chồng nộp đơn ly hôn như vậy thì nó có những cái vấn đề, có thể rằng là nó sẽ sinh ra vấn đề hình sự. Thì các bạn có đồng ý hay không? Và thông thường thì cái cách tính của là cái bé trong cái giấy khai sinh đó, phải hơn 16 tuổi, tức là lấy cái tuổi trong cái giấy khai sinh của con trừ lại cái 9 tháng 10 ngày ra tuổi mẹ tại thời điểm đó. Nếu trong trường hợp mà trên 16 tuổi thì ok quý vị và các bạn.
đây là một cái kiến thức quý cho các anh chị em, những anh chị làm nghề luật sư. Tôi cho rằng là phải có, phải thực tỉnh, không, chúng ta không thể nói là đến văn phòng luật sư chỉ nghe trình bày những mâu thuẫn ly hôn, mà chúng ta phải có một cái cơ sở pháp lý để chuẩn bị cho những người đến văn phòng, tâm lý những người đến văn phòng. Và tôi cho rằng trường hợp này cũng là một trường hợp rất là hay. Thông thường thì các bạn nữ, các bạn nam đến văn phòng và họ chỉ yêu cầu ly hôn, thì mình sẽ làm một cái đơn ly hôn rất là dễ. Tuy nhiên tôi cho rằng là cái em mờ này, trong cái việc này thì em đã thẳng thắn và nói rằng là gọi là nộp đơn hủy kết hôn trái pháp luật. Vì tại thời điểm, quý vị và các bạn ạ, tại thời điểm em đăng ký kết hôn, mặc dù có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, tuy nhiên tuổi theo luật định của kết hôn thì em, do em có một cái sự gian dối gì đó, cho nên cái việc không phải đây là ly hôn nữa, mà đây là cái việc xử lý kết hôn trái pháp luật. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta, những anh chị em luật sư, chúng ta cần phải xem lại, đối chiếu lại trước khi chúng ta nhận một cái vụ kiện, soạn đơn hoặc làm một cái đơn ly hôn, quý vị và các bạn ha. Anh C cũng thừa nhận rằng sau khi cưới và sống chung được một thời gian ngắn thì vợ chồng đã phát sinh mâu thuẫn. Nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn nên anh chị chấp nhận việc ly thân. Trong thời gian dài, nay chị em M yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật, anh đồng ý. Thế nha quý vị và các bạn, cũng là việc nộp đơn lên tòa. Tuy nhiên trong trường hợp này thì nộp đơn lên tòa là hủy hôn nhân trái pháp luật, chứ không phải là đơn ly hôn nữa. Tại phiên tòa mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Trực Ninh nhận định yêu cầu của chị em M là có cơ sở chấp nhận, bởi có chứng cứ cho thấy tại thời điểm đăng ký kết hôn là ngày 26 tháng 4 năm 2011 thì chị M mới 16 tuổi 3 tháng 14 ngày. Đó quý vị và các bạn thấy chưa? Nếu như em M này là em kết hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 nói như thế nào? Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 nói rằng em 17 tuổi cộng 1 ngày, tức là qua cái ngày sinh nhật cộng 1 ngày thì em được quyền kết hôn. Như vậy tại thời điểm này, nếu em đăng ký kết hôn vào ngày 26 tháng 4 năm 2011 thì em mới được có 16 tuổi 3 tháng 14 ngày. Và đúng ra là em phải là 17 tuổi cộng 1 ngày thì em mới, nói chung là 3 tháng 14 ngày, còn vào khoảng chừng 9 tháng nữa. Rồi cái việc trước cái thời điểm mà hôn nhân theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 nói như thế nào quý vị và các bạn? Nam tròn bước qua tuổi 20 và nữ thì bước qua tuổi 18. Tuy nhiên là luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì rất là rõ, các bạn gái nhớ nha, 18 tuổi tròn và 20 tuổi tròn. Chị M không đủ tuổi để đăng ký kết hôn theo quy định tại khoản 1 điều 91 luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đó. Hồi nãy tôi vừa mới phân tích, vì em gái này sinh vào năm 1995, và khi em kết hôn thì giấy chứng nhận kết hôn của em năm 2011, thì tại thời điểm này luật hôn nhân và gia đình năm 2000 có hiệu lực và sẽ điều chỉnh những cái mối quan hệ hôn nhân của em, điều chỉnh cái việc kết hôn trái pháp luật của em nếu trong trường hợp có những cái phát sinh. Việc chị M khai tăng tuổi để cùng anh C đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân xã là việc kết hôn trái pháp luật do vi phạm điều kiện về tuổi kết hôn. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng vừa trình bày là điều kiện theo cái khoản theo điều 8 điều kiện kết hôn mà trước đây tôi cũng đã làm cho quý vị và các bạn, đó là nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo những cái điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là nam phải từ 20 tuổi trở lên và nữ phải đủ 18 tuổi trở lên.
Nãy giờ luật sư nói toàn là nói tròn không à. Nhưng mà thuật ngữ nhà luật người ta bảo rằng nữ từ đủ 18 tuổi trở lên không bị mất năng lực hành vi dân sự, việc kết hôn không thuộc các trường hợp quy định tại điều cấm kết hôn. Thì theo tôi thì chỉ có tòa là cái cơ quan duy nhất để xử lý việc kết hôn trái pháp luật. Thì theo cái điều 11, xử lý việc kết hôn trái pháp luật được tòa án thực hiện theo quy định của luật này và pháp luật về tố tụng dân sự. Nói nôm na là chỉ nếu trong trường hợp các bên mà kết hôn không đúng theo trình tự thủ tục mà giấy chứng nhận kết hôn nó vẫn còn tồn tại thì chỉ có tòa án là nơi có cơ, là cái cơ quan duy nhất có cái quyền hủy hôn nhân trái pháp luật. Theo tòa, việc hai bên đều xác định tình cảm vợ chồng không còn, không thể đoàn tụ, cũng đề nghị tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật là sự tự nguyện của các bên đương sự. Sự tự nguyện này phù hợp với quy định của pháp luật nên được chấp nhận. Do đó, các thành viên của hội đồng mở phiên họp chấp nhận đơn yêu cầu của chị em M tuyên hủy kết hôn trái pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái tựa đề hơn 16 tuổi nhưng khai 18 tuổi để lấy chồng, chúng ta rút ra được bài học gì từ cái việc đọc báo này? Thưa quý vị và các bạn, tôi chỉ nói hai vấn đề chính để quý vị và các bạn dễ nghiên cứu. Thứ nhất rằng là các anh chị em đồng nghiệp, những văn phòng luật sư, khi chúng ta tiếp nhận một cái hồ sơ ly hôn thì chúng ta cũng nên kiểm tra lại về cái tính pháp lý của hồ sơ tại thời điểm cô nữ này, cái vị khách này đến với văn phòng mình và chồng của vị khách này đến với văn phòng mình thì họ đã đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật hay chưa. Nếu trong trường hợp rơi vào trường hợp là chưa đủ tuổi thì chúng ta sẽ có một cái hình thức định hướng theo hướng là kết hôn, hủy kết hôn trái pháp luật. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta nếu mà họ kết hôn đúng theo quy định của pháp luật thì tùy theo quy định của pháp luật về luật hôn nhân và gia đình năm 2000 hay luật hôn nhân và gia đình năm 2014 để chúng ta xác lập lại, hướng dẫn đương sự, hướng dẫn khách hàng của mình làm một cái đơn ly hôn. Thưa quý vị và các bạn, cái điều thứ hai tôi muốn nói trong cái hồ sơ này là như thế nào. Thực tế thì trong cái quá trình hành nghề thì tôi cũng có khoảng từ 5 tới 6 vụ tôi cũng rất là lo lắng khi nhận những cái hồ sơ dạng này. Vì quý vị và các bạn biết không, nếu như trong trường hợp có hơn 15 tuổi mà lại có con thì nó phải quay về người chồng, quay về những cái quy định về luật hình sự. Quý vị và các bạn chắc còn nhớ trước đây ở một vụ án ở Tây Ninh thì khi yêu nhau thì không hỏi tuổi và cho đến đủ 18 tuổi đối với nữ thì hai vợ chồng mới làm giấy chứng nhận kết hôn. Thì Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn họ vẫn làm như vậy. Tuy nhiên thì do người phụ nữ đó đã có một cái nhu cầu đi nước ngoài cho nên ly hôn và nộp thẳng đơn ở tòa. Và thế rằng là người đàn ông trong cái gia đình, anh chồng trong cái gia đình này lại phải bị tù tội với lý do là vi phạm quy định về luật hình sự. Bản án sơ thẩm tuyên anh một cái mức hình phạt và bản án phúc thẩm đã nghiên cứu, đã có một cái sự gọi là hết thời hiệu hay như thế nào đó để tuyên ăn một cái xét vào hoàn cảnh. Tôi cũng không nhớ chính xác cái vụ việc nó như thế nào. Tuy nhiên rằng chúng ta là luật sư, chúng ta là những người chuyên gia pháp luật, thậm chí rằng những cái quý ông bà, cô bác, anh chị, những người xem cái video này thì chúng ta khi nộp đơn khởi kiện ở tòa án, chúng ta phải xem lại tại thời điểm đó con của chúng ta, người nhà của chúng ta đã tuân theo quy định của pháp luật hay chưa. Và nếu như trong trường hợp chúng ta rơi vào trường hợp cũng giống như trường hợp này đây thì chúng ta phải làm đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật.
Và tôi cho rằng nếu như trong trường hợp quý vị cần đến những cái vấn đề gì đó về việc hủy kết hôn theo quy định của pháp luật, một cái cần một cái tính toán về hôn nhân và gia đình, thì quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ với tôi thông qua cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, để chúng ta cùng nhau mạn đàm và chúng ta cùng nhau mổ xẻ vấn đề thêm. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn rằng là tất cả những người Việt Nam đều biết những kiến thức Việt Nam và cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta ra đời. Xin trân trọng cảm ơn.